mới đi học mà đem hình tao vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của bay ba bay với cô giáo phải không? Tao quánh chết cha mày, cho mày ói hả mày? Đâu cần ói, tao tự soi gương tao tự ói mình cũng được mà. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ thưa ba, con đem hình ba vô lớp là bởi vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng ngu rồi chỉ bài cho con. Mày ngu, mày nói tên được rồi mày đưa cái hình tao ra làm chi hả? Rồi mai mốt tao đi chợ tao gặp bà thì tao lấy cái gì tao đổi. Còn mày, dạ, đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ ba cho phép con mới dám nói. Nói đi. Dạ dạ giờ tập làm văn cô kêu con tả con vật nào mà con yêu thích nhất. Sao mày lấy hình tao mà tả con vậy? Dạ con khỉ. Bất dạy cha nó mình tả con khỉ à? Anh hai, anh nói là gì kỳ vậy? Ba là người sanh cho mình à, ba là người nuôi nấng mình à, anh nghĩ sao anh nói tướng ba với con khỉ à? Đó thấy không, thằng em mày mà nó còn nhận xét hay hơn mày. Ba không giống con khỉ. Đi giống con gì? Ba giống đời ơi. Ê, mày còn khốn nạn hơn thằng anh mày. Đẻ hai đứa con ra, thằng nó tả cha nó con khỉ, thằng nó tả cha nó con đời ơi. Trong khi đó em đẹp như con tinh tinh vậy. Ta lộn, ta nóng quá, ta lộn, tinh tinh đít đỏ, đít ba mà trắng nõn mà. Đây nè, không tin thì coi coi nè. Coi đi. Hàng xóm đây nhiều lắm. Bậy lắm nha. Dạ. Thôi chi, ba nói giờ ba có kiến thức đúng không? Đúng vậy. Ba có kiến thức không? Con đố ba nè. Đố đi. Giờ con đố ba đó, ông vua nước Pháp Napoleon sanh năm mấy? À, ông này ta biết, ông này ta biết. Ba biết luôn hả? Ông Napoleon này ba biết mà. Ông Napoleon này là chủ hãng rượu phải không? Trời ơi. Ta thấy tên ổng ghi trên chai rượu đó. Trời ơi, ba ơi, ba không có hiểu hết trơn á. Napoleon là vua nước Pháp, ông nổi tiếng quá, khi ông chết á người ta lấy tên ông đặt cho hãng rượu, phải hiểu không? Nói chung là ông vua nào nổi tiếng là đặt tên của rượu hết. Là sao? Càng như là ông vua Minh Mạng có rượu Minh Mạng nè à. Ông vua Càng Long có rượu Càng Long nè. Ông vua Napoleon có rượu Napoleon, thấy không? Nói chung là coi như là ông rượu nào mà nổi tiếng là tên của vua hết. Ừ. Hay quá con ơi, rượu nào nổi tiếng cũng là tên của vua hả? Dạ. Cảm ơn con đã cung cấp kiến thức dạ. cho ba từ dạ. xưa tới giờ ba đâu có biết đâu. Bây giờ ba biết rồi ba mới hỏi tụi bay về trong dạ. lịch sử có ông vua nào tên Chuối Hột không? À. Ba nấu cha mà xạo hả mày? Mày nói rượu nào nổi tiếng là tên của vua, vậy có ông vua nào tên Gò Đen không mày? Có ông vua nào tên Nếp Mới không mày? Thôi ba ơi, nhỏ bẹt lâu lâu. Ba đừng có đánh trống lảng nữa, ba trả lời đi. Napoleon sinh năm mấy? Mày tới mày hỏi ông Napoleon với tao sinh năm mấy ông biết không? Ông không biết năm sinh, tao biết năm sinh ông làm gì. Mày ăn no rồi mày đi lo bao đồng hả? Xin lỗi mày, năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao còn phải chạy ra nghĩa địa tao coi cái bia đó. Ở đó Napoleon biểu tao nhớ năm sinh cái đồ tàu mà... lao. Đi vô ngủ à. Đứng lại. Hai đứa bay ha, phải đứng lại để cho tao đố. Chứ bà nói chuyện tầm bậy bạ sao không nghe được. Gì? Ba đố được con luôn hả? Đúng. Ba lớp 3 đố rồi, đố lớp 4, lớp 6 hả? Chơi luôn. Được, đố đi. Con nghe. Đố tụi bay có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Thì ông thấy gì? Ông thấy mệt. Cái gì kỳ vậy? Ủa ông lên ông thấy mệt. Thôi. Ba đố vậy là ba đố mẹo. Ba đố vậy là ba đố không có đàng hoàng, không có chính thức. Con không có cái gì? Không có là sao? Không có phục đó ba. Phục là phục á. À dạ, được quá. Nếu mày cảm thấy không phục, ta sẽ đố mày một câu nữa cho mày tâm phục và khẩu phục. Rồi ba đố đi. Đố tụi bay cái nội dung giống như hồi nãy. Có một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Chứ không thấy gì. Ông thấy ông già hồi nãy. Cái gì kỳ vậy? Ông kia tao chưa cho xuống mà. Tao nói ông khác lên. Tại tụi bay không đọc kỹ đề bài. Ba đố vậy là ba đố mèo. Con không có. Đúng rồi. Không phụt. Lại không phụt. Được. Vậy thì ba sẽ đố toán học. Toán học hả ba? À. Con nghe. Rồi. Ba có một bầy trâu, một nửa nửa bầy trâu, 2/3, 2/3 bầy trâu và 3/4, 3/4 bầy trâu.
Mới có nửa câu mà nó nổi sải rồi đó nè. Tao quất nửa câu nữa nó nổi một nhọt là mày tin không? Lấy 1/2 bài. Được, anh Ruột, cho em gửi xe chút anh Ruột. Tao đang uống cà phê mày gửi bị đâu? Trời ơi, cho em gửi chút đi mà, em đau bụng quá à. Rồi, nhanh nha mày. Rồi, em tranh thủ em ra liền. Anh ơi, có đi không vậy? Hả? Đi đâu? Anh chở tôi về Gò Gấp, gấp đi. Về Gò Gấp hả? Ờ. Tôi... Bà chở chút nha. Thôi, tôi có việc gấp, đi không đi, không thôi tôi kêu xe khác à. Khoan, từ, đưa tính nè. Sao? Thôi kệ, nó nghèo quá, chở giúp chừng nó ăn cuốc đi. Mà, ủa bà hai ông đây? Bà chứ ông gì mệt quá, bao nhiêu? Thì bà cho bao nhiêu cũng được hết trơn á. Rồi. Bà ông lên xe. Ông, bà bực mình quá, bà luôn đi. Ê, thấy chưa, trời ơi, từ lên, nhổng xe đó chưa. Từ thôi. Bà ông không có nặng ký lắm, thành ra lên từ thôi nha. Đỡ cứ coi. Nè biết rồi, cha ốm yếu quá, thương quá. Lên rồi cha, thân mình mảnh mai quá. Rồi lên ngồi đàng hoàng, tôi đạp cho nha. Bữa nay tập sự luôn nè. Biết chạy hả? Không có, thằng chạy rồi bà ông nặng quá. Trời ơi, mới biết chạy, làm ơn dừng lại cho tôi xuống. Không được, xe này không có thắng mà, tôi đâu có biết thắng chỗ nào đâu. Tôi có thắng chỗ nào đâu. Ê, quá chừng. Bà đang được. Sao giờ về đâu? Chỗ cũ. Bà quá. Mượn tủ bôi đi giả phá cơn sầu. Nửa sĩ qua cầu sao mà vẫn chưa vơi. Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Con gái làm sao bằng con trai được, phải không thần men? Vậy mà ai đấy cũng khen, rang lên tư no, rang thêm đứa nữa thành Ngũ Long công chúa. Long này chắc là long bông á, nuôi lớn gã mẹ nó hết trơn cái trọi rồi lấy gì Ngũ Long công chúa. Ông trời ơi, lại trời già xinh tí kia mà con trai, sao ông nơi lòng cắt bực chẳng cho người tôi thằng nào. Làm liền mà bốn đứa gái không, sao tôi no này xui quá. Ông trời, ông ở đâu? Ông trời, ông ở đâu? Ông trời, ông ở đâu? Ông ở đây nè. Má trời xuống. Muốn có con trai phải không? Mô Phật. Ông tới ngay đây. Trời ơi, con mừng quá. Ê, giỡn mặt hả mày? Tới ông chịu vô, còn chọc tao hả? Nè, ngồi xuống đây, mận cái coi. Cái gì vậy? Văn lại. Mồi gì vậy? Nữa. Cũng ba cái thứ này nữa. Ê, đừng có ra cái giọng ứa gan nha mày. Hôm kia tao bắt được con lương to tổ chản luôn. Con rùa nữa. Được có trứng nữa. Trời ơi, ngon lành lắm. Tao nấu canh chua rang muối kiếm mày gần chết. Hôm qua tới nay không thấy cái mặt bóc mày đâu hết. Thì anh thông cảm cho tôi. Gì? Thông cảm gì? Mày làm gì vậy? Tôi có chuyện bí mật. Có chuyện bí mật? Mày nhìn mày kiếm ai à? Tôi cảnh giác trước khi nói cho anh nghe. Cái chuyện này đã lắm. Thằng
Mày đặt cảnh giác nó đại cho rồi. Bí mật cái gì? Nói nhỏ. Cái gì? Mấy ngày nay nè. Tôi ở bên nhà hai danh vui lắm. Ba em. Gì giật mình vậy cha? Bên nay tao mới biết cái mặt mày á. Biết cái gì? Bây giờ mày nói cho tao biết, tao có phải bạn mày không? Anh này nói mới kỳ, thân nhau từ nhỏ đến giờ. Sao mày lại bỏ tao đi một mình là sao? Anh phải nên thông cảm, tôi đâu có vậy đâu. Ngặt nổi cái chuyện này, hở ra là chết liền. Vậy mày chẳng tin tao với mày bạn làm chi? Nóng nữa. Cái mặt nóng sao được? Đừng có nóng, từ từ tôi nói cho anh nghe đầu đuôi gốc ngọn nè. Tôi thì trai bày, anh thì gái lũ phải không? Hai thằng có tâm sự giống nhau phải không? Vậy là sao? Thì bây giờ tôi mới đi trước một bước nè, rồi tôi hướng dẫn anh theo sau chứ đâu có bỏ anh đâu. Mày nói cái gì lạ vậy? Mày nói tao không hiểu gì hết trơn trời. Trời ơi, có gì lạ, anh chậm hiểu quá. Là anh muốn có con trai, tôi muốn có con gái phải không? Chuyện đó có gì đâu bí mật. Trời ơi, sao không bí mật? Mấy bà biết là chết liền cả đám đó. Bình thường thôi, có gì đâu sợ mấy bà. Trời ơi, gì bình thường cha nổi. Nếu bình thường tôi nói làm cái gì? Lỡ ra đổ bể tùm lum tà la chết anh ơi. Làm sao tụi mình chịu nổi sư tử Hà Đông? Mình đâu có làm lỗi gì, sao mày sợ diễn giống? Mình mong gái chạy gì, nói vợ mình đẻ thôi. Trời ơi, phải rồi. Muốn gái hay trai nói vợ mình đẻ thôi. Đó, sao anh không biểu vợ anh đẻ cho anh con trai đi? Đẻ ăn chi một loạt là con ngon, con lành, con ráng nữa. Trời ơi, 4 đứa con gái. Trời, mày nói tao mày có hơn gì tao đâu. Sao mày không biểu vợ mày đẻ gái đi? Đẻ ăn chi một loạt con trai, rồi đặt tên giỏi quá thêm hoài. Đó, chính vì vậy, chính vì lý do đó đó. Đó, tôi mới biểu anh Danh kiếm cho anh thêm một bà hai để anh tù ti tú tí kiếm đứa con trai. Hả? Dừng mình với cha. Gì vậy? Mày biết mày nói cái câu này rất là nguy hiểm không? Sao nguy hiểm? Trời đất ơi, mày ăn nói gì từ vậy? Mày có gì khó hiểu đâu, có gì nguy hiểm đâu. Người ta nói á là muốn đổi đầu con thì phải lập phòng nhì. Đã, để khỏi bị bà lớn đì. Anh à, thì ra mày rủ tao đi kiếm bà nhỏ phải không? Nhỏ. Bà nhỏ thì nói nhỏ, anh nói lớn bà lớn nghe được sao? À, tôi đã lo cho anh hết rồi. Tôi á thì con tư cua, còn anh á là con ba ẹo. Nít rồi. Hả? Cái đồ phản bội. Gì kìa? Trời ơi, tôi lo cho anh tự nhiên chửi ta phản bội à. Gì kìa hả? Mày có biết là? Biết gì? Ba càng mà dính với tư cua, có ngày mà bị vợ quay xua râu gái càng. Đừng lo mà kinh lắm anh ơi, kinh mấy rồi cũng đổ bể tầm mà lập. Vợ mày mà nổi máu cái hoàng, trời ơi mà kinh khủng, nó sẽ cắt mày. Trời ơi ghê lắm. Cái cha này cha phải vô nhắc làm chi, tôi đang nổi hứng, ông nhắc mà làm tôi rung. Thằng quay thay vai mất rồi, vậy mà làm đôi kiếm bà hai. Đại cha nhắc tôi đây mới dùng. Mày sợ vợ qua mới nói đã dùng. Không phải tôi sợ vợ đâu ông ơi, nhưng mà chẳng thà là anh đừng có nhắc. Nếu mà anh đừng có nhắc á, thì mấy mương tôi cũng lội, mấy đường tôi cũng qua. Vậy sao rung? Nhưng mà tại vì anh điểm trúng cái sợi dây rung của tôi không rung sao được. Trời ơi, tôi tưởng tượng nha anh. Tôi tưởng tượng mà gương mặt của bà mà đằng đằng sát khí, bà cầm con dao, bà bóp. Khủng khiếp. Có gì đâu mà khủng khiếp, hai chị em tôi là vậy đó. Trời ơi, chị Tư, chị... Hai ông một vuột làm tình làm tội, chị em tôi cắt thẳng tay. Trời ơi, anh Tư ơi, tôi rợn tóc gáy hết rồi anh Tư ơi. Tao không có thua gì mày đâu. Tao cũng dựng đứng hết rồi. Mấy ông mà sợ ai? Có dịp gặp của lạ là mấy ông đốp liền hả? Ê, không phải nghe, cái chuyện đó là thằng Ba Càng à. Chứ tôi không có gì ra mà bà đòi à. Nên tính đổ thừa hả? Tội ai làm nấy chịu, không được đổ thừa cho ai hết. Nhưng mà có sao để vậy đi. Trời ơi, chết tùm lum cả đám bây giờ. Nội ơi, mày ông còn muốn tôi đối xử thế nào nữa?
Cố tịch là rụt tịch thấy ông. Không phải. Ông đã vùi dập đời quá của tôi tàn tạ như vậy nè. Ông có thương tiếc gì đâu mà ông nói. Sương chớ, ôi nín đi nín đi cưng đừng khóc nữa, mai dẫn đi chùa. Mai hả? Thôi á. Ông là con người ích kỷ. Mày ích kỷ. Ông nín đi. Nín thì đừng rù rì rủ rỉ thủ thi mà chi khi tôi đây đã quyết định sao cùng. Không trùng tay, không trùng tay đời em chấm hết. Thời ơi, ta thành quảng quan là tại mày. Sao bỗng nhiên anh đổ thừa? Anh là anh, còn tôi là tôi. Thím ba cũng quyết định rồi. Trời ơi, bà cũng quyết định vậy hả chị Tư? Y chang. Trời ơi, tôi rồi. Gì vậy? Trời ơi, anh Tư Nô ơi. Cái gì vậy mày? Bởi hai đứa mình thê thảm rồi anh Tư ơi. Ghê không? Khi hai bà cùng quyết định tạm nó anh Tư ơi. Bởi vậy tại anh chẳng chịu một cứ đòi hay. Chưa thím thực đã bị hai bà đòi em. Nín đi. Trời ơi, thôi. Anh làm tôi giật mình Tư. Bộ tính diễn như vậy đang tôi sợ hả? Dẹp đi. Dạ. Bỏ cái vụ cười đó đi. Biết sợ thì đừng có sống tới. Đêm qua đó, tôi thấy cô tí nhà nó mỉm cười á, tôi thấy nằm mơ thấy vợ giết cô tí vậy chương nó sợ luôn. Chắc kỳ này dẹp. Gái trai gì cũng ẻn. Không có kỳ này kỳ sau gì hết á. Trời ơi, tôi rớ nhầm ác phụ rồi trời. Ông ác nam thì có đẻ gái đầu lòng ông chồng thêm đứa nữa, chưa kịp nguội lửa ông bữa một phát cái sinh đôi. Năn nỉ ỉ ôi, bây giờ tôi phải ỉn cái bụng như vậy nè, ông còn chưa chịu nữa hả? Chị Tư ơi, chị bình tĩnh, chị phải thông cảm cho ảnh. Đúng rồi, chú cứ lo cho chú đi. Còn ông, cái tên bốn gái ngon lành mà ông vẫn cà nánh làm cho tôi phải ôm banh lần nữa cũng tại cha ba cạn này hết trơn á. Đúng rồi. Gì vậy? Trời ơi, tự nhiên gây qua tôi à trời. Gì hả? Đúng rồi đi, trời ơi. Không phải sao? Nè, chú đẻ làm chi mà bốn đứa con trai giỏi quá thêm hoài làm cho ổng nhãi này nên bụng tôi mới chăn ban lặt lè như vậy nè. Cái vụ này là của ảnh chứ bộ. Nhưng mà thủ phạm chính là chú. Hả? Cái gì? Phạm, chuyện này có mày nữa sao? Trời ơi. Anh Tư ơi, anh Tư, bình tĩnh anh Tư Nô ơi, bình tĩnh Tư Nô. Anh hiểu lầm rồi, Tư Nô ơi. Trời ơi chị Tư, chị ăn nói kỳ cục gì chị Tư? Chị nói vậy rồi anh ghen anh đánh tôi sao? Ông phải ghen chứ. Hả? Gì vậy trời? Tôi phải ghen. Cái gì vậy? Gì kỳ cục cả? Bởi ông chỉ có ngon lành ráng nữa, còn chú thì giỏi quá thêm hoài. Không được như chú nên hằng đêm ổng nhèo nhèo bên tôi. Em ơi em rồi cười sáng thêm một thằng cho nhà ba nối dòng. Ai dè sanh ra gái luôn một lèo. Tôi có muốn vậy đâu, tại bà Giang không tới. Giống ông gieo trồng sao đổ thừa tôi chứ. Trời bất công không điều thừa gái trai nên tôi mới khổ. Chiều mấy ông chị em tôi lộ, mỗi lúc lâm bồn là đau thấy đời. Vậy mà mấy ông chẳng thông cảm giùm, cả bầy nhóc nheo cứ đang thêm nửa hoài.
thì mình thông cảm ráng lần này nữa đi. Không ráng thì cái bụng nó cũng the lè rồi. Thông cảm, cảm thông cái gì nữa. Chị Tư ơi. Gì? Tôi nói chị nghe không, mấy chị ráng cho ảnh đứa con trai đi, nói dòng nói giống đi chị Tư. Anh mừng lắm á. Ổng cần con trai để nói dòng thì phải rồi. Còn chú kiếm con gái để nói cái gì? Thì nói cái gì? Thì nói giống, nói âm dương. Trời ơi, mày có sao không ba Càng? Nói giống, nói âm dương là nói sao chú? Nói tôi nghe coi. Vậy là chị không hiểu rồi. Bây giờ chị nghe tôi hỏi nè. Hỏi đi. Nếu không có anh Tư thì chị có đẻ được không? Dĩ nhiên là không rồi. Đó, chính vì vậy đó. Em hỏi chị là cái bóng đèn điện á, mà có dây nóng mà không có dây nguội làm sao nó cháy được? Phải có dây nguội dây nóng nó mới cháy chứ. Giống như mình phải có âm có dương để nói dòng nói giống chứ, phải không? Chú giống hồng thì có. Phen này dứt khoát không có nhượng bộ nữa. Đợi tôi xuống bếp một lát đi rồi sẽ biết. Xuống bếp gì vậy? Bà bếp làm gì vậy? Không trả lời. Không trả lời là nguy hiểm rồi anh Tư ơi. Vậy là chị xuống bếp chỉ lấy dao hả anh Tư? Hả? Xuống bếp lấy dao? Chết cha rồi. Bây giờ tính sao đây ba Càng? Đúng. Anh đừng có rung nó lấy qua tôi thấy không? Rung 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 ngoài à, từ từ tôi tính chứ. Trời ơi. Ủa? Kỳ vậy cả. Ủa? Đâu phải vợ mình đâu mình rung. Vợ anh chả mà mới gì mình rung. Ê! Anh Tư No! Ta đang rung rồi. Mày kêu gì? Anh không rung mà phải bình tĩnh. Mà đã bình tĩnh thì anh không được rung. Tao đâu có rung mà tự nhiên gần nó giật. Nó kìm hết cỡ mà liêu quyêu chẳng tài. Đớp tiếp men cay tụi mình tinh kê. Chứ phải thủ thế là đứng ông chồng. Mấy bả siêu lòng mình tiếp tục tấn công. Anh nghe rõ không hay là anh nghe không rõ? Tao nghe không rõ gì. Ta nãy giờ tao rung trời ơi. Tới nước này rung gần chết rồi. Mày còn tính đèo bồng nữa sao ba Càng? Chứ sao? Nếu hai bả lần này mà không thực hiện đúng kế hoạch của mình á, dẫn bổn củ soạn lại á, thì mình mượn bà khác đẻ đó. Ninh, trời ơi, đừng có nói lớn. Trời ơi, dai nhách hà, đúng là đồ trâu bò mà. Bà Càng ơi, bà chửi. Được rồi, mày dai thì bà sẽ dần 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 cho mày mềm mới nghe mà. Gì kỳ á hoài vậy chăng? Chết rồi bà Càng ơi, mày nghe bà nói gì không? Mình mà lãng quảng thì bà chỉ dần cho mình mềm nữa nghe chưa? Ủa gì kỳ vậy ta? Mình nói chuyện mà bà rình bà nghe sao anh Tư? Ha! Lớn nhỏ gì tao cũng cắt hết á. Trời ơi, nói nhỏ mà bà cũng nghe nữa. Nguy rồi bà Càng ơi. Chết rồi. Chị Tư mà biết được thì chắc vợ em cũng phải biết. Không xong rồi trời ơi ơi. Cho lửa lớn cỡ nào cũng xong ngay. Trời ơi kinh khủng. Bà nghe hết chách chà chách chà. Phen này chắc hết mong hết mong. Lửa to thiếu bà tôi. Rồi trời ối thôi đời. Trước tiên bà đem đi nhận. Kế thì gắt lửa to đốt sao. Ôi khủng khiếp tính sao nó ổn đầy. Nhát gan nhát gan. Từ từ nghe tôi. Nhưng rủi vợ tao nó làm dữ rồi sao? Không có dữ đâu. Chút chút đủ hai ông thôi. Trời ơi, bà làm gì vậy? Ông. Hả? Ông sao vậy? Nãy giờ bà dần cắt xào dĩa mồi cho hai ông nè. Gì kìa? Hồi nãy giờ không phải cái vụ dao hả? Tận gì dao? Dĩa thịt bò này đủ hỏi tội rồi. Hú hồ hú dĩa trời ơi. À chuyện gì vậy? Hay là mấy ông cần dao? Muốn là có ngay à? Thôi vợ ơi, có chuyện gì từ từ nói dao làm chi. Lại đây anh Tư. Lại đây nói nghe nè. Mà lâu tao lại đây làm gì vậy? Hả? Nói nhỏ. Trời ơi chưa gì hết mà anh ló đu rồi anh Tư. Ôi đất ơi, bà không xài dao mà dĩa thịt bò thấy có vấn đề không? Mà thấy không? Chắc là bà bỏ thuốc chuột vô đó rồi. Gì ghê hả? Anh nói tầm bậy. Không lẽ vợ anh em? Trời ơi. Ờ ha.
Không lẽ là thuốc mày, thuốc tụi mình để bà ở giá hay sao? Bỏ mấy đứa con lại ai nuôi, thấy không? Ờ, à, có lý hay. À, như vậy là mình lấy cơ hội này, mình hiên ngang, mình mạnh dạn lên cho mấy bạn ngán lại anh Tư. Ha, hai ông rù rì đã chưa? Lo cho ăn nhậu còn đợi mời thỉnh nữa làm sao vậy? Để đó. Bác à, ngồi vô đây. Dạ. Rót miếng rượu mà nhậu chơi. Hãy uống uống càng ly, càng xong ta chớp, ta đớp miếng mộng vô. Ôi cha mồi quá ngon. Quá ngon thì tiếp tục, ngẹn học đừng than. Chết trời dám chịu, tuổi này đâu có ngang. Đã chờ, chờ tới dạ. Đúng rồi. Chồng tôi bữa nay anh cũng quay vô cùng. Cả ba càng cũng lên gần. Đời hai chúng tôi lúc nào cũng quay hùng. Mấy ai bằng ba càng cũng no. Mấy ông lúc nào cũng hơn thiên hạ mà. Chuyện bây giờ mới biết anh sao? Muộn rồi chăng? Không có muộn đâu. Chuyện bây giờ mới kể mà. Hai ông nhất làm ruộng làm rẫy, uống rượu ra, còn nhất con bầy con đống nữa. Hào con là của trời cho, ai mà không có nó gây mò. Ngầm thơ, ngầm thơ. Anh Tư nói hay quá. Đặt uống rượu vô. Đúng. Hào con là thế hào của. Có ai nhất bằng tụi này đâu chị? Nhưng có. Có cái nhất mà hai ông sắp mang quà mà không biết đó chứ. Có cái gì chị? Chị nói gì mà ghê vậy chị Tư? Có gì ghê đâu. Nè, tôi rất đầy rượu đây. Ôi cái chuyện gì nữa đây? Hai ông mau uống, uống càng gấp bội đi. Trời ơi cái chuyện gì đây? Hai ông quá lòng muốn động xuân. Tại trò trừng mở thật là hết cỡ chết dở phen này. Bà kia chơi nên nói càng nào đâu chứ cơ đâu. Ghen bông ghen gió làm tôi nổi nóng. Ông làm gì được tôi? Tôi đục bà phù mỏ cho tôi can gian. Chuyện có gì đâu, chỉ từ chỉ tư đừng ghen. Không ghen sao được, đâu phải mình nên tôi. Thiếm bà rõ anh là đầu sỏ nên mới quỷ quyền. Rằng anh với ông nó này là tôi xử phân. Còn như nếu không xong thì thiếm bà sẽ qua. Cái bà này quá lắm rồi. Tôi làm gì mà để cho chị Tư xử tôi chứ? Chú Hiền, chú đâu có làm gì đâu ha. Chị thấy đó. Nè, con cua nó bò xuống hang. Gì cua? Nó đưa tam cẳng với hai cái càng. Ba lần ẻo lại ẻo qua. Càng nó nhờ hai danh lo. Sao? Xử được chưa? Không có, nghe cái chuyện này không có. Càng xuống tôi ra mà tôi à, càng á. Trời ơi, cái thằng cha mắc dịch này nhát quá trời, chưa đánh thì đã cay. Tội hai ông vậy là quá rõ ràng. Trời ơi, mới khởi đầu đã bể bạc tan tác. Vì mới cơ sau đã chưa chi bể bạc. Đó cũng là cái hên, nếu không còn thê thảm hơn. Không có gì xui mà không có gì thê thảm hết á. Tôi đã quyết định rồi. Làm cha, làm chồng là tôi phải có quyền à. Đúng, làm cha, làm chồng thì tôi phải có quyền à. Cái gì? Quyền hả? Quyền là khi nào mấy ông hiền à? Đằng này mấy ông quậy chị em tôi tá lả. Tới nửa chục mà vẫn chưa vừa lòng. Trong khi người ta nói dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Bà đừng có lớn tiếng với tôi. Tại vì bà chưa đẻ cho tôi thằng cốt đột. Ờ, sao? Bộ gái không phải là con sao? Ừ, ồ không? Đứa trong bụng lần này chưa biết là trai hay gái. Mấy ông đã đèo bồng thả dê chạy rong coi được không? Hả? Hai chị em tôi đã quyết định rồi. Thế ba kêu, trời bất kêu. Chuẩn bị. Đừng ghét, trời ơi. Đừng ghen mà, bà đừng làm bậy ghen, bà đừng làm bậy. Trời ơi, bà ơi, bà bệnh ra. Từ từ nói chuyện nha bà, đừng có làm bậy nha bà. Gì vậy trời ơi. Biết sợ thì ngoan ngoãn đi.
thấy cũng hơi kỳ. Ngủ riêng thôi cần gì sao nỡ đoạn lìa đi, đâu còn là đàn ông. Mình trở thành thái giám. Này, đang sợ mà chọt cho quay à? Tôi lại bà, tôi lại. Trời, bà cười hoài bà không nói cái gì cười. Không phải gì đâu hai ông ơi. Trời ơi, cái chuyện động trời vậy mà chị Tư cười được hả chị Tư? Không phải, nghe nói nè, vô bệnh viện á, người ta chỉ chận cái ống sản xuất con của mấy ông lại thôi, chứ đâu có cắt luôn đâu, mấy ông sợ. Ủa? Ủa, vậy vậy hả? Anh Tư có ống không? Hả? Ai lại không có ống nè, nó bậy à. Hai ông sao hả? Tưởng gì ghê gớm lắm, có gì đâu anh Tư. Bởi vậy vậy gan á. Thôi đứng vụ ẻm cái gì này đâu có sợ. Thế là mà nín đi bà, không có nhân nhị gì đó hết á. Con nào cũng là con, đứa có hiếu là có hiếu hà. Nhiều quá dạy không xuể rồi nó sanh tâm bậy bạ còn mệt thêm nữa. Ha, biết rồi. Tôi chịu rồi. Mày chịu không ba Càng? Trời ơi anh Tư ơi, em tưởng đó là không còn đàn ông nữa chứ. Ai nhà như vậy thì có gì đâu anh Tư. Ảnh hả? Đâu có sao. Vậy là mình quyết định mình ảnh ha. Ảnh liền. Vậy là hai ông chịu rồi ha. Thím ba ơi, chuẩn bị. Cái gì vậy? Kêu thím ba làm gì vậy? Dọn tiệc ăn mừng chứ làm gì. Thì